sẵn chờ cho khách VIP. Nếu không phải bên công ty hối thúc quá thì cô cũng không muốn đi đâu. Ừ. Sở Sở à, cô không nỡ xa con phải làm sao đây? Nè, cô đừng có làm như là sinh ly tử biệt, đâu phải là không gặp nữa. Có hơn đó, chắc chị muốn cô đi cho sớm, như vậy con mới được tự do đúng không? Làm sao có chuyện đó được. Cô ở đây đúng là còn có chút áp lực, nhưng mà thật sự lúc gặp phải từ biệt con lại cảm thấy không nỡ rời xa. Ừ. Cô chính là muốn con không xa cô. Cô đi rồi con cũng không chịu đi anh thăm cô đúng không? À đúng rồi, Sở Sở, thật sự con không tới công ty giúp cô sao? Cô à, một mình cô ở bên anh rất cô độc, không ai bên cạnh cả. Làm gì có chuyện đó, bao nhiêu người theo đuổi cô. Làm gì có. À đúng rồi, Quả Quả đâu? Sao con bé không tới? Ừ, con đã nói với cô thời gian cô bay rồi, có thể là bận rộn nhiều việc cho nên không đi được. Nói gì thì nói, người ta cũng là ngôi sao mà, đúng không? Sau khi cô đi, con phải đối xử tốt với nó biết chưa? Ừ. Còn nữa nha, lúc cô không ở đây, con đó tuyệt đối không được ở cùng với cô Tô Mang kia biết chưa? Bây giờ cô chính thức đứng về phe Quả Quả rồi. Con ở bên này có bất cứ động tĩnh gì cô đều biết hết. Cô yên tâm đi, có Quả Quả canh giữ, bất cứ quỷ yêu nào cũng không chạm được vô con hết. Đường Quả Quả. Ê, Sở Sở, em ăn mặc như vậy mà anh cũng nhận ra hả? Nè, em cứ trái ra trò anh cũng nhận ra được. Nè, làm phiền lần sau quá trang á, nhớ tháo cái mặt áo ra có được không vậy? Ấy, cũng tại do gấp quá thôi. Cô đâu? Cô tới chưa? Đi, chúng ta đợi cô tới. Ê, cô đã bay mất rồi, bay rồi. Cái gì? Anh gạt em hả? Anh nói là 10 giờ mà. Cô đột xuất đổi chuyến bay rồi, anh là quên báo cho em biết. Ôi, anh muốn cái gì đây? Anh tàn nhẫn quá. Cô vừa mới đi đã ức hiếp em rồi, anh ức hiếp em nữa hả? Rồi, anh sai rồi được chưa? Anh xin em tha thứ cho anh. Hào sống, hải sản, thịt nguội, các loại thịt nướng, sườn cừu nướng. Hay quá. Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì? Tôi cảm thấy hình như mình đã làm sai một chuyện. Đầu thai nhầm chỗ hả? Tôi tưởng cô ấy tiếp cận mình là có mục đích gì đó. Đúng lúc bữa đó cô ấy tới trả tiền, tôi có nói vài câu. Sau đó cô ấy không tìm tới tôi nữa. Cậu cũng biết đó, tôi không thích kiểu phụ nữ tính toán chút nào. Nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện hiểu lầm này mà đánh mất một người bạn. Là ai chứ? Người nào mà khiến cho cậu u sầu vậy? Nghiêm Hiểu Thu. Hiểu Thu Ý cậu là Hiểu Thu có ý đồ với cậu sao? Giỡn hoài cho nổi. Nếu cậu nói Hiểu Thu dịu dàng hiền hậu biết suy nghĩ tôi còn đồng ý được. Cậu nói cô ấy tính toán tôi tuyệt đối không tin đâu. Nhưng cô ấy lợi dụng Quả Quả để tiếp cận ba mẹ tôi. Đây là sự thật trước mắt. Nè bác sĩ Đường, có phải là cậu cầm dao phẫu thuật quá lâu khiến cậu chỉ biết suy nghĩ trên bàn mổ thôi hả? Nè, Đường Quá Quả là em ruột cậu, tính cách nó thế nào cậu không rõ hay sao? Cô ấy và Sang Sang là bạn học cũ cũng đối đầu với nhau ha. Bây giờ bên cạnh cậu khó lắm mới xuất hiện một người phụ nữ tốt, còn không nhanh chóng giới thiệu cô gái này với ba mẹ cậu mới lạ đó ha. Em tới đây mà không báo trước cho anh một tiếng? Tại em chưa kịp nói. Nếu như anh thấy không vui thì em về vậy. Tôi chỉ coi cô là bạn bè thôi. Tôi không muốn ba mẹ của tôi can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của mình. Tôi thích người nào, không thích người nào là tự do của tôi. Tôi tưởng cô cũng coi tôi là bạn, thật không ngờ cô lại lợi dụng Quả Quả. Bác sĩ Đường, tôi xin lỗi. Tôi không nên tới nhà anh khi chưa có sự đồng ý của anh. Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nè, ơi, tôi đang nói cậu đó, phản ứng chút có được không? Thì không biết yêu khiêu thấp cái cảm giác nó như thế nào ta. Mọi người ở công ty đều nói tôi giống như cái chài cán bột, bụng dạ thẳng thắn. Nhưng mà tôi thấy cậu nó chỉ có hơn tôi chứ không có kém. Cậu đừng có mà ở đó chó chê mèo lắm lông nha. Nói, sườn bò hay sườn cừu? Sườn bò. Cảm ơn. Người tiếp theo.
Bác sĩ Đường. Ủa, chú Nghiêm hả? Chú tới lúc nào vậy? Ôi trời ơi, đừng có nhắc nữa. Ôi, vốn dĩ tôi nghĩ mấy chuyện tái khám thì khám đâu cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà Hiểu Thu mấy hôm nay không hiểu nó làm sao nữa. Ôi, gọi điện thoại mà cứ như mất hồn vậy. Tôi lo lắng cho nó gặp chuyện gì đó, cho nên mới tới Thượng Hải coi thế nào thôi à. Nếu sớm biết còn đã sắp xếp, để chú không phải xếp hàng đợi bên ngoài lâu như vậy. Không cần, không cần đâu, làm theo quy định được rồi, tôi cũng không sao mà. Con chỉ lo là cơ thể của chú chịu không được. À đúng rồi, sao Hiểu Thu cố ý không đi cùng chú? Con nhỏ này tôi cũng không biết nó làm sao nữa. Lúc đầu nói là cùng tới, nhưng tới bệnh viện rồi á, lại nói công ty có việc đột xuất phải đi. Tôi nghĩ chẳng qua chỉ là tái khám mà thôi, nên một mình tôi cũng không vấn đề gì. Đúng rồi chú à. Hả? Lát nữa chú có thời gian không? Nói chuyện với con chút. Không biết có thuận tiện không? À, thuận tiện, không có gì hết trơn á. Chú à, con muốn biết trước đây nguyên nhân nào dẫn tới bệnh tim của chú khởi phát? Đây là do báo ứng đó. Xin lỗi chú, là một bác sĩ thì không nên hỏi chú như vậy. Chỉ vì Hiểu Thu là bạn của con, cho nên trong lòng con mới có chút nghi vấn. Không sao đâu bác sĩ Đường à, đều là những chuyện đã qua rồi. Bây giờ có Hiểu Thu bên cạnh như vậy, tôi thấy đủ lắm rồi. Con nghe Hiểu Thu nói cô ấy có một cô em gái. Tôi còn một cô em gái nhỏ, nhưng mà đã nhiều năm không liên lạc rồi. Với tôi và Hiểu Thu, nó thật sự rất xa cách. Chỉ có vậy thôi sao hả chú? Nhưng tại sao cô ấy không tới thăm chú? Con nghe Hiểu Thu nói, từ khi chú nằm viện tới lúc làm phẫu thuật xuất viện, cô ấy chưa từng tới thăm. Đều là do ngày trẻ tôi đã gây ra nghiệp. Năm đó cũng vì cá cược mà tôi nợ số tiền lớn, mẹ Hiểu Thu dắt đứa con gái nhỏ bỏ tôi mà đi. Trước khi đi, tôi đã ép mẹ của nó mang theo Hiểu Thu, nhưng con bé cứ khóc tới chết đi sống lại, nhất định không chịu đi. Nó còn nói với mẹ của nó là con không tin ba của con sẽ vĩnh viễn cứ như vậy, vì ba là ba của Nghiêm Hiểu Thu này. Câu nói này cho dù tới lúc chết tôi cũng không thể quên được. Cũng vì Hiểu Thu, tôi quyết tâm thay đổi bản thân và làm lại từ đầu. Tôi cai thuốc, cai rượu, cai cờ bạc. Khi tôi lên cơn nghiện vật vã khổ sở, Hiểu Thu luôn luôn bên cạnh của tôi, nói chuyện với tôi. Nhưng thật không ngờ, sau đó lại bị bệnh tật như vậy, làm liên lụy tới nó. Chú à, chú cũng đừng có buồn nữa. Giữa cha và con gái không có thù hận thực sự. Một ngày nào đó em gái của Hiểu Thu nhất định sẽ tha thứ cho chú, vì họ là chị em, nên chắc trong tính cách nhất định có nhiều điểm tương đồng. Không giấu gì cậu bác sĩ Đường, tôi không xứng đáng làm một người ba. Hơn nữa, bao nhiêu năm rồi tôi không có liên hệ với con gái út, và cũng không biết nó trở thành người như thế nào nữa. Trong tim tôi bây giờ chỉ có Hiểu Thu thôi, chỉ sợ nó bên ngoài phải chịu tổn thương thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, con đưa chú về ha. Không cần không cần, tự tôi về được rồi. Cũng đã hết giờ làm việc rồi, để con đưa chú về ha. Vậy được thôi. Vừa hay cậu có thể giải tỏa hiểu lầm với Hiểu Thu. Làm sao chú biết con và Hiểu Thu có hiểu lầm vậy? Cậu cũng không phải là đứa trẻ nhiều lời, nếu không có hiểu lầm gì với Hiểu Thu, sao lại hỏi những điều này chứ? Cũng phải. Đi thôi. Coi đi coi đi, cô không ở đây mấy ngày, ngày nào cũng có người gửi tặng hoa hết. Công ty thành cửa hàng hoa luôn rồi. Thần tượng như thế nào thì người hâm mộ y như vậy. Thần tượng đầu óc kém cỏi thì đương nhiên đưa một ít hoa tới để dỗ dành. Đồ giống fan hâm mộ của Diệp Lệ Sa sang trọng này. Đồ mà tặng tôi, nào là nhẫn, bông tai, vòng cổ. Vòng cổ hôm nay không đeo.
Đúng rồi, tôi làm sao mà nổi tiếng được như đại tiểu thư Diệp đây? Cái giọng cổ đó, một năm mới có một cái mà tôi thì ngày nào cũng đều có qua. Fan hâm mộ này hả? Rất hợp với khí chất của cô đó. Vừa bẩn vừa quê lại còn giỏi phá hoại nữa. Nè cô. Cô cãi nhau với bọn họ làm gì? Người ta có hàng triệu fan hâm mộ, còn chúng ta chỉ có vài trăm ngàn, làm sao so sánh nổi? Cô có phải người quản lý của tôi không hả? Ai, thôi thôi thôi, đừng có quan tâm tới họ nữa, đi thôi. Bỏ chạy rồi kìa. Ê, fan của cô tôi thấy ngứa mắt lắm. Ê, quả quả, fan của cô cũng thiệt là cuồng nhiệt quá, ngày nào cũng tặng quà cho cô. Không được, lần sau họ tới đây tôi nhất định phải hỏi rõ rốt cuộc là ai. Chơi hoài cái chiêu nhàm chán mà không thấy mệt hả? Trừ tôi sướng ra thì còn ai vô đây? Không được, tôi phải cảnh cáo anh ta. Ê, làm gì hả? Muốn chạy có phải không? Tôi nói cho cô biết, chương trình hôm nay cô nhất định phải đi đó. Phỏng vấn rồi hát, không được bỏ việc nào hết. Quỷ đi là được mà. Quả quả, cô không biết đâu, chương trình này cực hot luôn. Thật đó, biểu diễn cho tốt đi, tôi rất tin vào cô. Tony. Ê, coi cô kìa, lại bướng bỉnh có phải hay không? Không sao ha, chúng ta hãy tạo hình thật lung linh tuyệt đẹp, nhất định chúng ta sẽ khiến cho bọn họ ghen tị mà chết đi, được không nào? Chẳng phải chị nói sẽ giao di vật của mẹ lại cho tôi sao? Thật không ngờ ông già này bao nhiêu năm qua vẫn giữ đồ của mẹ như vậy. Đem qua đi. Đừng có gấp, em uống chút nước đi. Đang bận, lấy xong tôi sẽ đi. Sang Sang, vốn dĩ chị nghĩ em không quan tâm tới ba mình là bất hiếu. Nhưng sau này chị nghe người khác nói, khi em cần có người bên cạnh nhất thì chẳng có ai bên cạnh em. Có lẽ mọi người không có tư cách để được em tha thứ, chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng chị cũng không biết phải nói thế nào mới khiến em hiểu được. Ở trên thế giới này, em, chị và ba, ba người chúng ta là những người thân thiết nhất. Chị là chị ruột của em, chúng ta không nên để xảy ra kết cục như hôm nay. Đang đóng phim với tôi à? Hả? Câu chuyện bi kịch đó còn nhớ rất rõ ha. Sau đó thì câu chuyện phát triển thế nào? Nghiêm Hiểu Thu, tôi rất ghét chị dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Cho dù không có các người thì tôi vẫn sống tốt. Đưa đồ đây, tôi về. Không có gì hết, chị chỉ lừa em thôi. Nếu chị không làm như vậy thì chúng ta không có cơ hội đối mặt với nhau nói chuyện như vậy đâu. Chị chỉ muốn bình tĩnh hòa giải nói chuyện với em thôi. Chị còn dám dùng mẹ để lừa tôi, chị đúng là bỉ ổi. Tôi nói cho chị biết, chị không có tư cách làm chị tôi, ổng không có tư cách làm ba tôi. Cứ chìm đắm trong thế giới tình thân ảo tưởng của mình đi hả? Tôi không muốn tham dự đâu. Ơi trời ơi. Ơi trời. Ê, bác sĩ Đường à, đi 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 đi, vào nhà ngồi một chút đã. Trời ơi, đằng nào cũng tới cửa nhà rồi, đi thôi, vào ngồi một chút đi. Đi nào bác sĩ Đường, mời vào trong nha. Đi 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 đi. Trời ơi, có gì đâu, chúng ta uống ly nước rồi cậu về nhà cũng được mà, có đúng không? Ba gọi điện thoại cho con sẽ đi đón ba mà. Sao ba lại phiền người ta? Đúng lúc tôi không bận gì nên đưa chú về nhà, không có phiền gì đâu. Trời ơi, bác sĩ Đường không sao mà ha. Con đi nấu mấy món ngon để bác sĩ ăn cơm rồi hắn về. Chú à, buổi chiều con có ca phẫu thuật, giờ con phải về rồi. Hả? Để bữa khác nha chú. Cậu về luôn hả? Trời ơi vậy, Hiểu Thu à, con đi tiễn cậu ấy về đi ha. Dạ không cần đâu, con tự xuống là được rồi mà. Em chăm sóc cho chú tốt nha. Cảm ơn anh. Bác sĩ Đường à, sau này con tới chơi thường xuyên nha. Ba, con đi nấu đồ ăn cho ba nha. Hiểu Thu nè. Dạ. Có phải là con cãi nhau với bác sĩ Đường không? Làm gì có,
Con và anh ấy thì có cãi nhau, nhưng tụi con đâu có mối quan hệ gì. Con đừng có chối nữa. Lúc nãy ở bệnh viện, bác sĩ Đường có hỏi thăm việc nhà của chúng ta. Cậu ta thật sự coi con là bạn đó. Vậy mà anh ấy còn nói con tiếp cận anh ấy là có động cơ nào khác không? Dựa vào đâu mà hỏi việc nhà chúng ta? Còn nói là bạn bè, ai muốn làm bạn với anh ấy chứ? Con nhỏ này thiệt là. Gần đây con có liên hệ với Sang Sang không? Nó vừa đi đó. Nó vừa đi sao? Vậy tại sao con không ngăn cản nó lại? Ba, tính cách của nó con có ngăn nổi không chứ? Sang Sang gần đây sống có tốt không con? Ba, nó tự chăm sóc cho bản thân tốt lắm, ba đừng có lo nữa. Có thời gian con sẽ lại tìm nó nói chuyện, ba yên tâm ha. Ba vô nằm nghỉ đi, chút nữa là xong nha. Ừ, được rồi. Không sao. À, xin lỗi các vị. Các vị à, chúng ta nghỉ ngơi chút đi ha. Uống nước đi. À xin lỗi nha. Cô sao vậy? Lại làm sao nữa vậy? Có phải ăn lung tung gì nữa không? Tôi đâu có ăn cái gì đâu. Tôi chỉ ăn một nồi lẩu với lại phần cánh gà cay thôi à. Trịnh sở mời phải ăn no chứ, đúng không? Cầu xin cô đó có được hay không? Cổ họng đã không tốt rồi, còn ăn cay vô nữa. Cô nói phải làm sao đây? Phải làm sao? Tôi cũng đâu ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Phải làm sao? Mic. Hả? Chưa tắt mic kìa. Quả, tất nhiên là cô sai rồi. Tuy rằng cô rất ngưỡng mộ tài năng của đạo diễn, cô rất sùng bái ông ấy, nhưng mà cô cũng không thể để tâm trạng kích động của mình làm ảnh hưởng tới giọng hát được. Biết chưa? Tôi biết rồi. Quả, có chuyện gì vậy? Không sao hết. Có chuyện gì hết. Đạo diễn, ông không biết hả? Cổ họng cô ấy hư rồi. Quả, cổ họng có hư rồi, vậy là thế nào đây? Không phải. Đó là do cô ấy ăn mặn quá. Uống chút nước là không sao rồi. Đúng vậy đạo diễn, ông cũng không phải không biết khả năng của tôi. Mọi khi tôi đều phát huy hơn mức bình thường mà. Cho dù là bị cảm hay bị sốt thì vẫn hát hay như bình thường, đúng không? Đúng vậy, vẫn hát hay như thường. Tại sao bị hư vậy? Đạo diễn, ông không biết sao hả? Cứ coi như tôi không nói nha. Sao lại không nói ra, ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Đều cùng là một công ty hết, nói ra không hay cho lắm. Bây giờ, lập tức, nói rõ cho tôi biết. Là như vậy, tôi nghe nói thời gian gần đây cô ta ăn đồ cay nhiều quá, cổ họng bị hư rồi, chắc thời gian nữa là không hát nổi nốt cao đâu. Kính thưa đạo diễn, cổ họng của cô ấy không có vấn đề gì cả. Mong ông cho chúng tôi một cơ hội có được không? Không vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Tuyệt đối không vấn đề. Quả, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không cho cô lên sân khấu. Tôi tin rằng khả năng ca hát của cô nhất định là số 1 trong công ty. Chuyện này tôi công nhận, nhưng mà tình trạng hiện tại tôi tuyệt đối không thể lấy rating của chương trình làm trò đùa. Đạo diễn ơi, tôi... Đạo diễn à, cho chúng tôi thêm cơ hội nữa có được hay không? Đạo diễn, chúng tôi hát lại một lần nữa thôi mà, được không? Đạo diễn, tôi giới thiệu với ông nha. Người mới của công ty chúng tôi, đây là cô Diệp Lệ Sa. Đạo diễn, chào ông. Chào cô ấy chào vừa cô. Đẹp, vừa hát hay. Quan trọng nhất là cô ấy rất là chuyên nghiệp. Đúng vậy, tôi trước giờ không bao giờ hát hay. Đạo diễn ơi, 2 người phút chót như vậy là không nên đâu mà. Đạo diễn, ông cho chúng tôi thêm cơ hội đi. Lần này tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Hãy cho chúng tôi cơ hội lên đó thử đi. Diệp Lệ Sa. Diệp Lệ Sa. Cô lên đi, lên đi. Thật vậy sao? Không cần. Cảm ơn đạo diễn. Ông không giỡn đó chứ. Cô ấy thay tôi hả? Xin lỗi. Thôi bà Tony. Xin lỗi cô nha. Thôi. Xin lỗi nha đạo diễn. Chúng tôi chuẩn bị lại vậy, được không hả? Đạo diễn, chúng tôi có thể bắt đầu chuẩn rồi. Chuẩn bị xong rồi đạo diễn à. Nào bắt đầu thôi. Anh K
kéo tôi vô đây làm cái gì tôi chưa nói xong mà. Nè. Ê, xin lỗi nha. Anh làm gì vậy? Ê, quả, cô nghe tôi nói đã. Cô không thể nổi điên nơi công cộng như vậy được, cô biết chưa? Người ta sẽ nói cô dở thói ngôi sao ăn hiếp người mới đó. Được rồi, không sao. Nhưng dịp lễ sau đó một chút có sao đâu. Cũng chỉ là một bài hát thôi mà, đúng không? Tôi còn chưa hỏi anh á. Chương trình này mời tôi làm khách mời. Hả? Sao cô ta lại ở đây chứ? Hả? Có thể công ty muốn cô ấy tới. Muốn cô ấy tới đây để học hỏi cô. Học hỏi hả? Học hỏi cái gì? Học hỏi coi cách nào đi. Đá tôi đi coi đúng không hả? Ê, tôi có làm gì cô đâu chứ. Sao lại đá tôi vậy? Con về đó sao? Con mua gì vậy? Dạ, là quả mua. Ồ, máy massage sao? Nè, con trai mua cho ông kìa. Con nói là quả mua mà. Được rồi, là quả mua. Con hơi mệt chút, nên con lên phòng nghỉ ngơi trước nha. Con khoan đã. À, ngồi xuống đi, uống tách trà với bà. Nè, mau lên, ngồi xuống. Gần đây công việc có bận lắm không? Thật ra cũng không bận lắm, thì cũng như mọi khi thôi. Nếu như con có thời gian thì tham gia một số hoạt động xã hội đi con. Con cũng lớn rồi, con định bao giờ kết hôn đây? Ba, hiện giờ con còn chưa có bạn gái, nên chuyện kết hôn còn xa lắm ba. Ba con chẳng phải đang muốn bế cháu rồi sao? Vậy rốt cuộc bây giờ trong lòng con có để ý cô nào hay không? Mẹ thấy cô gái lần trước quả đưa tới cũng được lắm. Quả đưa ai vậy? Nó nói đó là bạn thân của nó. Tôi cũng là lần đầu biết, nhưng con bé nhìn cũng xinh lắm, làm nghề thiết kế, nhìn rất hợp với Đường Minh. Bà thấy ai mà chẳng được. Chỉ cần là phụ nữ cũng không quan tâm tới những thứ khác, chẳng có nguyên tắc gì hết đó, đâu giống với người làm mẹ. Sao ông lại nói tôi như vậy được chứ? Tôi có chỗ nào không giống một bà mẹ? Tôi sốt ruột muốn con trai kết hôn. Ông coi tôi đang giúp ông có người nối dõi. Mai này đứa con đẻ ra không phải nó họ Đường sao? Ông coi ông thật là. Dạ, Tô Mang, tôi tên là Tô Mang. Làm phiền cô giúp tôi sắp xếp lớp tập yoga nha. Được, cảm ơn cô. Hít vào, hai tay từ từ đưa lên trên, tới đỉnh đầu thì chụm lại, giữ nguyên động tác này 2 giây. Tốt lắm. Cô là cô Tô đúng không? Đúng. Ở đây còn chỗ, cô nhanh qua đi. À, được. Rồi, bây giờ từ từ hạ hai tay xuống, thả lỏng, buông xuống. Cô Tô lần đầu tới đúng không? Lần sau nhớ dẫn cả chồng đi nha. Chỗ chúng tôi có một số động tác, thai phụ một mình thì rất khó để hoàn thành. Được rồi, bây giờ chúng ta tách hai chân ra, mũi chân hướng lên. Xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi tới tìm Tô Mang. Được. Còi nói gấp cái gì, đã nói đợi nấu xong rồi hãy đi mà. Thiệt tình. Xin lỗi mọi người. Được rồi, bây giờ dang hai tay ra, dang rộng hết ra hai sao bên. Sao tới đi? Mấy hôm trước vì chuyện của cô tôi khiến cho cô chịu thiệt thòi rồi. Tôi tới xin lỗi cô thôi. Anh đừng tưởng như vậy có thể lấy lòng tôi. Không nhận. Không phải chứ. Nếu mà cô không nhận thì tôi đi nha. Anh đi đi. Đồ tồi. Miễn cưỡng nhận vậy. Nhưng nhiệm vụ làm giúp việc của anh phải thăng cấp rồi. Không sao hết, chỉ cần thấy cô vui là được ha. Không sao. Cô Tô ơi, chồng của cô tốt thật đó, còn làm cơm mang tới cho vợ nữa. Còn chồng của tôi chẳng biết làm gì cả. Ê, người anh em, như vậy là không được đâu. Phải học đi, phụ nữ bây giờ ghê gớm lắm, rất dễ ghi thù. Ghê lắm. Đúng vậy.
Không có nói cô. Được rồi, chúng ta về chỗ cũ. Các ông chồng bây giờ đỡ eo vợ, giữ thăng bằng cho họ. Tốt lắm. Giơ chân lên cao hơn một chút. Đỡ chắc, hai tay dang ra. Cố hết sức lên nào. À, La Tổng, chào ông, tôi là Ella thuộc phòng du lịch. Tôi muốn báo cáo với ông một việc. Có liên quan tới Tô Tổng của chúng tôi, xuất phát từ sự quan tâm tới công ty, tôi thấy nhất định phải báo cáo cho ông chuyện này. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Em nói là muốn giảm cân mà, em không ăn được, không ăn đâu, em mập lắm rồi mà. Ngồi xuống đi. Thua anh luôn á. Anh hỏi em, bữa đó Hiểu Thu tới nhà chúng ta, rốt cuộc là sao vậy? Anh không nói em cũng quên mất á. Sau đó thì em đi mua sắm với Hiểu Thu, thấy cô ấy buồn buồn sao á. Có phải anh bắt nạt cô ấy không? Anh có nói với cô ấy vài câu không hay lắm. Anh coi anh á. Không phải là tại em hết hay sao? Em biết rõ anh không thích ba mẹ can thiệp vào chuyện của anh. Em còn đưa Hiểu Thu tới lừa anh nữa. Ê, ai lừa anh chứ? Anh phải hiểu cho rõ nha. Hôm đó Hiểu Thu phải làm thêm là em ép cô ấy tới nhà đó. Vậy sao em không nói sớm với anh? Hôm đó cơm còn chưa ăn xong anh chả mất tiêu rồi nói gì vậy? Em còn cơ hội để nói hay sao? Hơn nữa, ai biết anh lại nghĩ như vậy? Anh đúng là đường tăng. Tự mình không nhận ra Bạch Cúc Tinh lại hiểu lầm người ta. Phục vụ, cho gọi món đi. Tô Mang, có phải cô đang che giấu công ty chuyện gì không vậy hả? Đâu có đâu. Bộ phận của tôi mọi thứ vẫn bình thường. Tất cả các hạng mục đều tiến triển rất thuận lợi. Ý tôi không phải là công việc mà là cuộc sống kìa. Về chuyện đó thật ra thuộc phạm trù việc riêng cá nhân, công ty không có quyền kiểm soát chứ. Tôi biết vậy, nhưng mà thật ra tôi là một cấp trên. Về chuyện hiểu tường tận cuộc sống của nhân viên vẫn rất cần thiết. Công ty điều chuyển cô từ bên anh về đây là vì xem trọng năng lực của cô và tài năng của cô. Cho nên tôi không muốn sau này vì chuyện nào đó mà ảnh hưởng tới công việc của cô. La Tổng, rốt cuộc ông muốn nói gì vậy? Tô Mang, cô sống ở bên anh cũng lâu rồi, có thể sẽ bị phong cách phóng khoáng của người ngoài làm ảnh hưởng. Chuyện chưa kết hôn đã mang thai, công ty mặc dù sẽ không can thiệp, nhưng mà lần sau thì cô vẫn nên nói trước với công ty chứ. Những chuyện này có thể nói trước được hay sao? Lại còn lần sau nữa. Nói như vậy, cô thừa nhận chuyện có thai đúng không? Trước giờ tôi chưa từng phủ nhận mà. Nhưng mà chuyện tôi có thai thì có sai quy định nào của công ty mình không? Đương nhiên là không. Tôi muốn biết là do ai nói. Sao chứ? Tôi không có ý gì hết. Ông nói rất đúng, ở công ty thì nên chuyên tâm làm việc, nhưng có người lại buông chuyện đời tư của người khác. Nếu đó là do nhân viên của tôi nói, vậy thì do tôi quản lý không tốt rồi. Được rồi, cô đừng nghĩ nhiều nữa ha. Đi làm việc trước đi. Được. La Tổng tìm cô làm gì vậy? Anh không biết ông ấy tìm tôi có việc gì à? Sao mà tôi biết được? Tôi tự hỏi sao anh lại ân cần như vậy, còn chịu thương chịu khó làm giúp việc cho tôi, rồi cùng tôi đi tập yoga. Quá ra là đợi tôi ở đây. Cô... Nhưng tôi thật sự không ngờ là anh lại làm chuyện đáng xấu hổ là mách lẻo chuyện của tôi. Mách lẻo cái gì chứ, cô nói rõ ràng hơn được không? Đừng có giả vờ nữa. Chuyện tôi có thai cả công ty này chỉ có mình anh biết, không anh nói thì ai nói? La Tổng biết rồi sao? Thật sự không phải là tôi nói đâu. Anh thôi đi. Sao lại thôi đi? Nhưng anh tính lầm rồi. Cho dù công ty biết tôi có thai cũng không đuổi việc tôi đâu. Lý Dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
tin giật gân mọi người có muốn nghe không? Chuyện của Trịnh Sở và Tô Mang. Trời ơi, sao lúc ăn cơm vẫn không bịt được cái miệng của cô lại vậy? Tin giật gân gì? Ngày nào cũng buôn chuyện, đừng có lo chuyện bao đồng. Đúng đó, anh Sở tốt như vậy sao không nói trước mặt mà cứ phải nói sau lưng người ta. À, cô quên là trước đây cô đã ép người ta thế nào sao? Anh ấy giúp cô một lần mà giờ hết lòng hết dạ tới vậy sao? Ê, đủ rồi đó ha, không nói nữa. Tôi nói cho mọi người biết nha, lần trước tôi đi gặp La Tổng, nói với ổng chuyện nhện đen mang bầu, hai người đoán xem, việc sau đó lại không giải quyết được gì hết. Tôi đang rất bực đây nè, hai người coi cô ấy từ anh về thì sao chứ, đúng không? Vấn đề nghiêm trọng tới như vậy, tôi đang chờ xem công ty có thể bao che cho cô ta tới khi nào đây. Ella, tôi phát hiện ra cô là người rất trung tình nha. Có phải cô vẫn nghĩ tới sếp cũ của cô là Hách Hách không? Tôi nói cô biết nha, Hách Hách giờ đã xong đời rồi. Cho dù cô tìm cách lật đổ được Tô Tổng thì anh ta cũng không quay lại được. Tôi không nói với anh nữa. Nè, cô có muốn nghe tôi nói không? Chẳng phải tôi vẫn nghe sao? Tôi nói cho mọi người nghe, tôi nghe người đồng nghiệp ở bên anh nói với tôi như vậy đó. Nói Tô Mang từng kết hôn ở bên anh. Biết sao cô ấy bị đá đi không hả? Chân trước vừa ly hôn xong, chân sau đã chạy về nước rồi. Nói như vậy, đứa bé trong bụng cô ấy là của chồng trước sao? Chuyện này ai mà biết được. Nghe nói chồng cô ấy giàu có lắm, lẽ ra nhà họ giàu thì phải giữ lại đứa con, đuổi mẹ đi chứ. Giờ tới đứa con họ cũng không cần. Cô nói xem đứa con có phải con anh ta không? Tôi thấy quá khứ của nhện nhện đen giống như một câu chuyện ân oán hào môn trong đời thực vậy đó. Ella, tôi phát hiện có một vấn đề. Ừ? Nói nhiều quá hay buông chuyện? Cô không nói nhiều sao? Không buông chuyện tôi sao? Không có buông chuyện. Không có, không có. Cô buông không buông chuyện, buông hả? Buông chuyện, buông chuyện. Hả? Công ty này á, thuê các cô tới đây là để phát triển hạng mục, mở rộng thị trường. Đừng quên thân phận của mình nha, là nhân viên MC, không phải là dân buôn chuyện. Tất cả nhân viên trong công ty còn đang ăn cơm ở đây. Cô nghĩ người mất mặt chỉ có quản lý các cô thôi sao? Người mất mặt có cả các cô nữa đó. Không ăn cơm thì mau về làm việc. Tô Mang à, ơi chết cha, có chuyện thiệt rồi. Tôi sướng à? Nghe nè, chị cô đâu? Không có ở đây, sao vậy? Nè, hai người cãi nhau đúng không? Tiếp tục đi, tiếp tục động tác lúc nãy.
Tới chỗ này mà không tìm được cô nữa là tôi đi báo cảnh sát luôn á. Anh nhìn đi, dỡ hết nhà cũ, mở rộng xây dựng. Tất cả những thứ anh tưởng là vĩnh viễn cuối cùng đều sẽ thay đổi. Thay đổi cũng không có gì không tốt. Đúng rồi, con người ngày nào cũng thay đổi hết, ngày một trưởng thành, ngày một chín chắn. Đương nhiên là ở trong quá trình đó thì cô sẽ bỏ lỡ một số người vậy thôi. À, cho tới một ngày cô trở nên vô cùng kiên cường, không gì đánh gục được, trở bọn nên họ không đều tính nói toán đúng. Nữa. À, tôi gả vào nhà giàu cũng từng ly hôn, cũng vì vậy nên tôi mới về nước. Trừ việc đứa bé trong bụng tôi không phải con quan, còn lại đều là sự thật. Vì vậy tốt nhất anh nên tránh xa tôi một chút, để tránh bị mấy lời đồn đại ảnh hưởng tới bản thân. Con người thì luôn có quyền được lựa chọn mà. Yêu thì kết hôn, không yêu thì ly hôn. Nhưng mà đương nhiên cũng có người không yêu nữa nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái hôn nhân của mình. Chuyện này trong mắt của tôi, họ đã biến tình yêu thành tình thân. Đây là một kiểu thăng hoa ha. Bởi vì người bạn đi tới cuối đời vẫn là tốt nhất. Cho nên tôi tin rằng những sự lựa chọn cô đưa ra đều là hợp lý đối với cô nhất. Tôi cũng tưởng có thể làm lại từ đầu, nhưng vẫn có một số người cứ luôn luôn nhắc nhở tôi những chuyện đã xảy ra trước đây không thể xóa đi được. Tôi chẳng qua chỉ yêu nhầm một tên khốn. Sao ở trong mắt người khác tôi lại không xứng đáng là người phụ nữ tốt chứ? Vậy còn yêu hắn ta không? Không còn nữa. Lúc anh ta đưa tôi đơn ly hôn, tôi đã không còn yêu nữa. Có lẽ tôi chưa từng nhìn rõ bản thân của mình, có thể dứt khoát từ bỏ một đoạn tình cảm như vậy. Ủa, nếu đã không yêu nữa thì quan tâm người ta nói làm gì? Không yêu nữa không đồng nghĩa với việc không bị tổn thương. Còn anh, người bạn gái trước đây của anh còn yêu cô ấy không? Ngựa tốt không nhai lại cỏ cũ. Ê, lời đồn chẳng qua cũng chỉ là lời đồn thôi, không sao hết. Vì có một số người đố kỵ với địa vị và tài năng của cô, ngưỡng mộ sự nghiệp và thành tựu của cô, cho nên họ mới cố chứng minh bây giờ cô chẳng hạnh phúc hơn họ, muốn dùng cái đó bù đắp sự cân bằng trong họ thôi. Như vậy tại sao họ cứ phải bàn về cô? Chuyện này tôi nghĩ tất cả là tại cô hết. Ai biểu cô tỏa sáng quá, hơn nữa còn rực rỡ tới chói mắt, ai cũng ghen tị hết trơn. Cô không nên coi những gì họ nói là sự thật. Nếu như nghĩ là sự thật thì tự nhiên cô thua họ, có đúng vậy không? Coi như thua rồi. Anh đang an ủi tôi sao? Tôi đang cố gắng làm tốt vai trò của mình thôi. Hôm nay đã hiểu lầm anh rồi. Tôi quen rồi, không tính toán. Tính toán với một phụ nữ ngốc làm gì chứ? Cái miệng của anh không nói được điều gì dễ nghe hay sao? Được. Alo. Alo, anh Sở à? Anh tìm thấy chị em chưa? Ừ, tìm thấy rồi. Tìm thấy là tốt rồi. Anh chăm sóc chị ấy nha, em cúp máy à? Ok, yên tâm đi. Đó, thấy chưa? Trên đời còn nhiều người quan tâm cô ghê luôn á. Nè, đi với tôi tới chỗ này đi. Đi đâu? Thì cứ đi theo tôi đi, cô sẽ không thất vọng đâu ha. Lái xe theo tôi nha, xe tôi chạy nhanh lắm đó. Đã tới chưa vậy hả? Anh giỡn kiểu gì vậy chứ? Tôi hỏi cô câu này nghe. Hỏi gì? Anh bịt mắt tôi như vậy tôi thấy không an toàn lắm. Tôi đang dạy cô cách tin tưởng người khác đó, hiểu không? Tin tưởng cái gì chứ? Có ăn được không? Cô có tin rằng trên thế giới này có xảy ra kỳ tích không vậy hả? Có khả năng đó. Có điều sợ rằng tôi không gặp được.
Bây giờ chính là thời khắc chứng kiến điều kỳ tích đó xuất hiện. Đây không phải là đồ ở nhà cũ của tôi sao? Anh sao chuyển hết tới đây vậy? Lời đề nghị lần trước của tôi cô còn nhớ không? Bên bất động sản đã đồng ý với ý kiến của tôi, cho nên sau đó họ chuyển tất cả đồ cũ của cô tới thẳng đây luôn. Tuy nhiên bây giờ không có căn nhà cũ nữa, cũng không còn là căn cứ để bí mật của chị em cô, nhưng có thể chia sẻ ký ức đẹp của hai chị em cô với nhiều người hơn. Đó không phải là chuyện tốt sao?